Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 113. Ồ, ánh mắt Phương Quỳnh mị hoặc, anh Diệp, anh là thực sự không biết hay đang giả vờ vậy? Đương nhiên là không biết thật, Diệp Bắc Minh quả quyết gật đầu, chẳng trách hai lần xin tinh huyết trước đó Sở Y Thủy lại phản ứng như vậy. Thì ra là vậy, vậy tất cả đều rõ ràng rồi. Đôi mắt đẹp của Vương Quỳnh lóe lên, xem ra anh Diệp không nói dối. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn này của Diệp Bắc Minh, Vương Quỳnh càng buồn cười hơn, xem ra anh Diệp còn có mục đích khác, vậy tôi không tùy tiện hỏi thăm nữa. Nhưng có một chuyện lại liên quan tới anh đó. Diệp Bắc Minh thở hắt ra một hơi, chuyện gì? Sở Y Thủy bên kia sau này lại giải thích vậy. Mấy chục năm trước từng có ba nhóm người đến nhà họ Vương chúng tôi, đều là để tìm kiếm tung tích của anh. Vương Quỳnh không chút giấu giếm, cô ta luôn cảm thấy những người này rất quan trọng đối với Diệp Bắc Minh. Người đầu tiên đến là một đôi nam nữ trung niên, đặc biệt là người phụ nữ kia có vẻ ngoài giống anh tới 7-8 phần. Tôi còn đặc biệt lưu lại chân dung của hai người họ. Dứt lời liền vươn tay lấy ra một cuộn tranh, đập vào tâm mắt họ chính là chân dung của Dạ Huyền cùng Diệp Thanh Lam. Bố, mẹ, Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, bố mẹ vậy mà tìm tới thế giới bản nguyên rồi. Nghĩ lại cũng đúng, anh mất tích suốt 100 năm, bố mẹ sao có thể không lo lắng đây? Không biết bây giờ tình trạng của bố mẹ thế nào? Đã trở về thần giới, hay là vẫn ở lại thế giới bản nguyên? Họ đâu rồi? Hô hấp của Diệp Bắc Minh có phần gấp gáp, hốc mắt cũng có chút đỏ hoe. Vương Quỳnh nhìn anh một cái thật sâu, anh Diệp, đây là bố mẹ của anh đúng không? Diệp Bắc Minh gật đầu thừa nhận, sau khi anh bị hút vào khe hở không gian, Quỳnh Nhi cảm thấy có khả năng cao là anh vĩnh viễn không thể quay trở lại thế giới bản nguyên nữa. Cho nên, tôi không hề tiết lộ tung tích của anh cho họ, nên bố mẹ anh liền rời khỏi nhà họ Vương rồi. Cụ thể đi đâu, tôi cũng không biết. Sau đó một khoảng thời gian lại có hai cô gái tới. Vương Quỳnh lấy ra một cuốn tranh khác, bên trên là hai cô gái xinh đẹp mỹ miều. Lục sư tỷ, Thất sư tỷ. Diệp Bắc Minh khựng lại, hai người này vậy mà cũng tới tìm anh. Còn có, Vương Quỳnh rút ra cuộn tranh cuối cùng, trải ra cho anh xem. Một vài gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt họ, Lạc Khuynh Thành, Chu Nhược Giai, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến, Ly Nguyệt, Vương Yên Nhi. Những người này đều lên từ cảnh thuyền của tinh vực hoang vu, toàn bộ đều là tới để nghe ngóng tin tức của anh. Tôi đoán họ ắt hẳn đều là hồng nhan chi kỳ của anh đúng không? Vì luôn có dự cảm sẽ gặp lại anh Diệp nên tôi đều ghi lại. Diệp Bắc Minh không trả lời mà hỏi, bọn họ đâu rồi? Vương Quỳnh thành thật trả lời, tôi không nói cho họ biết tung tích của anh, có lẽ họ đã tới nơi khác tìm kiếm rồi. Tuy nhiên, họ có nói rằng nếu tôi gặp lại được anh, thì nhắn cho anh câu này. Trước khi chưa tìm được anh, họ sẽ không trở lại, trừ khi bỏ mạng. Đôi mắt Diệp Bắc Minh thoáng chốc đỏ hoe, tiểu tháp, mau tìm kiếm vị trí của họ đi. Sau một lúc, giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục mới vang lên, nhóc con à, đều đã trôi qua mấy chục năm rồi. Hơi thở của bọn họ sớm đã không còn vương lại tại thế giới bản nguyên nữa, tôi cũng không có cách nào tra ra. Tê Vạn Hạc lúc này cũng đã quay trở lại, nhìn thấy những cuộn tranh này, lập tức thốt lên, nhóc Diệp. Những người này có phải đều có quan hệ với cậu không? Tôi nhớ ra rồi, mấy chục năm trước, những người trong tranh này cũng lần lượt tới Dị Hỏa Tông tìm cậu. Bất quá tôi nói với bọn họ là cậu đã rời khỏi Dị Hỏa Tông từ lâu, nên bọn họ cũng rời đi rồi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dao động, tình huống ở thế giới bản nguyên quá phức tạp, anh lo lắng bố mẹ cùng mọi người sẽ gặp phải bất trắc. Sau khi rời khỏi Dị Hỏa Tông, Kỳ Bách Nghiệp vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh băng không nói lời nào. Hơn 10 người đi theo sau có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của ông ta, cũng bị không khí ngột ngạt này dọa sợ tới mức không dám hé nửa câu suốt dọc đường đi. Kỳ lão, ông chớ tức giận, không cần so đó với thằng nhãi kiến thức nông cạn đói. Cuối cùng một người đàn ông trung niên lên tiếng phá vỡ một đường yên lặng này. Kỳ Bách Nghiệp mỉm cười, ha ha, tức giận, lão phu không tức giận, lão phu chỉ có chút hứng thú với công pháp luyện thể trên người thằng nhóc đó, từ cuộc chiến thiên giai hàng trăm năm trước lão phu đã chú ý tới nó rồi. Đáng tiếc sau này nó lại biệt tâm cả trăm năm, nếu không lão phu đã đào ra bí mật ẩn giấu trên người thằng nhãi này rồi. Lão phu vốn còn muốn bồi dưỡng nó thành đệ tử, bây giờ xem ra đã không cần thiết nữa. Con người của Kỳ Bách Nghiệp càng phát ra lạnh lùng, nắm ngón tay chụp vào không trung, tỏ vẻ như đã nắm chắc phần thẳng, không đầy một tháng nữa, thằng nhãi này nhất định sẽ quỳ dưới chân cầu xin lão phu thu nhận nớ. Ha ha ha! Tiếng cười khàn đặc chứa đựng đầy mưu mô vang lên không ngừng khiến người ta phải dùng mình. Ở một bên khác, nhà họ Giang, cậu Tô, đây là đồ cô chủ kêu tôi mang tới cho cậu,
cậu có thể rời khỏi nhà họ Giang Di một ông lão tiến vào một khoảnh sân sang trọng, một đường thong thả đi thẳng tới chỗ Tô Cuồng đang ngồi thiền. Tô Cuồng mở bừng hai mắt, nhìn nhẫn chứa vật được đưa tới mà sắc mặt tối sầm. Ý ông là gì? Gương mặt ông lão giữ nguyên nét tươi cười, chính là ý trên mặt chữ, rời khỏi nhà họ Giang. Tô Cuồng cười gắn, là tiên nhi kêu tôi ở lại nhà họ Giang, ông cụ cũng mời tôi ở lại làm cung phụng của nhà các người. Một người hầu như ông kêu tôi đi tôi liền phải rời đi. Ông lão cười lắc đầu, đây là ý của ông cụ, cũng là ý của cô chủ tiên nhi. Cậu Tô, tôi khuyên cậu vẫn nên rời khỏi đây thôi. Tô Cuồng trực tiếp đứng lên, dáng vẻ không tin nổi, không thể nào, tôi muốn gặp tiên nhi. Từ lúc trở về từ dị hỏa tông, cô chủ liền mệt mỏi, không muốn gặp cậu nữa, ông lão lắc đầu. Dị hỏa tông không phải là môn phái mà Diệp Bắc Minh đầu quân sao? Tiên nhi tới nơi đó làm gì? Không lẽ là, con người Tô Cuồng co rút, tim gan cũng run rẩy theo. Cứ như thể một thứ gì đó cực kỳ quan trọng đã bị lấy cắp đi vậy. Tôi muốn gặp tiên nhi, dứt lời liền như diều đứt dây, lao thẳng về phía sâu trong khuôn viên của nhà họ Giang. Ông lão bực bội quát lên, Tô Cuồng, nơi này là nhà họ Giang, cậu dám làm loạn sao? Ngăn hắn ta lại cho tôi. Hàng chục người nhanh chóng bay qua, Tô Cuồng không chút nghĩ ngợi mà ra tay, hơi thở mạnh mẽ lập tức bộc phát. Khiến tất cả mọi người bị chấn động tới lùi lại ra xa, vừa tấn công vừa chặn đứng tất cả những người cản đường, một mạch đi thẳng tới một khoảng sân trang trí giống như thần điện tại nhà họ Giang. Tiên nhi, vừa hét vừa lao vào đại điện. Một lúc sau, cửa đại điện mở ra. Giang tiên nhi từ bên trong đi ra, trong đôi mắt lạnh lùng xen lẫn vài phần lãnh đạm, anh còn chưa đi à? Trái tim Tô Cuồng như có bàn tay ai đó nhéo lấy, tại sao vậy? Giang tiên nhi lắc đầu, không có lý do gì cả, anh mau đi đi. Tiên nhi em đừng như vậy, không phải trăm năm trước em kêu anh muốn em sao? Bây giờ chúng ta liền đi, hai mắt Tô Cuồng phiếm hồng, trong lòng cực kỳ hối hận. Nếu biết trước như vậy, lúc đầu đã làm luôn rồi. Giang tiên nhi không giống được nét khinh thường, được rồi. Lúc đó là do tôi tuổi trẻ bồng bột, cũng may mà anh không đồng ý, nếu không tôi sẽ hối hận chết mất. Sau này đừng tới nhà họ Giang nữa, nơi này không thích hợp với anh. Nói xong liền xoay người đi thẳng vào trong. Tiên nhi, đừng, Tô Cuồng gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía đại sảnh. Người ngoài cũng dám xông vào cấm địa của nhà họ Giang. Muốn chết, từ trong đại điện vọng tới một giọng nói đầy uy nghiêm, theo đó một bàn tay khổng lồ cũng vỗ mạnh tới. Đạo tổ, cả người Tô Cuồng phát lạnh, bàn tay khổng lồ kia đã đánh lên người hắn. Hắn phun ra một ngụm máu, Tô Cuồng bản ngược ra ngoài giống như một con chó chết, thảm bại không nỡ nhìn mà đập phịch xuống dưới đất. Giọng nói lạnh lùng tàn nhãn kia lại vang lên, niệm tình quen biết giữa cậu và tiên nhi, tha cho cậu một mạng vậy. Cút quen biết, ha ha ha, chỉ là quen biết thôi sao. Tô Cuồng ngửa mặt cười lớn, loạng choạng đi ra khỏi nhà họ Giang, sự hận thù giống như cỏ dại lan tràn đến từng tế bào trên người hắn, Diệp Bắc Minh. Đều tại mày, nếu không phải là mày thì tiên nhi làm sao có thể đối xử với tao như vậy. Diệp Bắc Minh, mày phá hủy tâm võ đạo của tao. Cướp đi người phụ nữ của tao. Tô Cuồng tao không giết mày thề không làm người. Sâu trong hố thiên hỏa. Hắt xì, Diệp Bắc Minh đột nhiên hắt xì một cái, lắc lắc vai nói, ai đang chửi mình nhỉ? Không có thời gian nghĩ nhiều, bốn phía xung quanh dung nham cuồn cuộn, tiểu tháp, trước đây ông nói phía sâu trong dung nham này có gì đó, rốt cuộc là thứ gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, bổn tháp cũng không chắc chắn, có một cỗ khí tức cường đại bị phong ấn ở đây. Có điều, đó tuyệt đối không phải là vật bình thường, xuống dưới xem đi. Được, Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, giống như một ngôi sao băng lao thẳng xuống dưới. Dưới sự bảo vệ của khí hỗn độn, nhiệt độ đáng sợ của dung nham thiên hỏa không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào với anh. Một đường lặn xuống, con mẹ nó, đã hơn một vạn mét rồi. Diệp Bắc Minh ánh mắt ngưng trọng, độ sâu này cũng đáng sợ quá nào nơi này thông với đảo thiên hỏa sao. Lại lặn thêm hàng ngàn mét nữa. Phía trước xuất hiện thêm một cỗ năng lượng bao trùm, ngăn dung nham ở bên ngoài. Diệp Bắc Minh không bị thứ gì ngăn cản, dễ dàng xuyên qua lá chắn đó, trước mặt xuất hiện một nơi giống như hư thành. Mặt đất hỗn loạn, có hình phẫu giống như miệng núi. Bán kính hơn một vạn mét, ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, nhìn về phía sâu nhất trong miệng núi lửa, có người. Một ông già với khuôn mặt già nua, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trên người mặc trang phục cổ xưa. Cứ như ông ta là trung tâm của cả thế giới này vậy. Đột nhiên, lão già mở mắt ra. Khóe miệng hiện lên một nụ cười kích động, cậu, cuối cùng cũng đến rồi. Ông là ai? Ông quen tôi sao?
Diệp Bắc Minh sửng sốt không thôi. Lão giả nhìn chăm chăm Diệp Bắc Minh, có chút hưng phấn, làm sao tôi có thể không biết cậu được. Có những chuyện cả đời này đều không thể quên được. 17 kỷ nguyên trước, cậu là Thái Thượng Chí Quân, đứng đầu ngàn vạn chủng tộc. Lúc đó tôi chỉ là một tiểu yêu, thấy cậu giống như con kiến ngưỡng mộ nhìn về phía vũ trụ. 16 kỷ nguyên trước, tại Thương Khung Đế Cung, cậu phân chia cảnh giới võ học. Dùng hạ võ, trung võ, cao võ làm ranh giới, phân định rõ ràng cảnh giới của võ giả, truyền đạt đến vạn giới. Hiện tại tất cả các cảnh giới được phân chia, đều do cậu quyết định. 14 kỷ nguyên trước, 9 người liên thủ có ý đồ lật đổ truyền thừa và võ đạo của cậu, bị cậu một tay áp chế. 9 kỷ nguyên trước, cậu một mình tiến vào Hắc Uyên, chiến đấu mấy trăm vạn năm cùng một đám người vô danh, kể từ đó Hắc Uyên sụp đổ. 8 kỷ nguyên trước, Hắc Thủy tộc xuất hiện, uy hiếp đến vạn tộc. Một đạo kiếm khí xuyên qua hư không, đánh bại Hắc Thủy tộc, sau đó không thấy bọn chúng trở lại nữa. 5 kỷ nguyên trước, thiên địa gặp phải kiếp nạn, cậu lạc vào cõi luân hồi, tạo nên một tòa tháp càn khôn chấn ngục. Nói đến đây, lão giả hưng phấn cực độ, mặt đỏ bừng nói, từ đó trở đi, cậu liền biến mất. Có người nói cậu rơi vào luân hồi, tôi đã tìm người xem bói để tìm kiếm khí thức của cậu, cuối cùng tìm thấy một tia sáng trong bóng tối. Nói rằng có một ngày cậu sẽ đi qua nơi đây, thế nên tôi ở đây chờ cậu. Trong lòng Diệp Bắc Minh sớm đã hỗn loạn như sóng to gió lớn. Chấn động đến cực điểm, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ông là ai? Sao lại biết nhiều như vậy? Tất cả những gì ông nói đều là sự thật chứ? Tôi thật sự là thân thể đầu thai của người mà ông nhắc đến. Lão giả gật đầu, bẩm đại nhân, tại hạ là Thiên Yêu Thủy Tổ, La Thiên. Những lời tôi nói đều là sự thật, chỉ cần đại nhân hồi phục trí nhớ, liền có thể biết tôi không nói dối. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên tia dao động, tất cả những chuyện này, thật làm người ta kinh hãi. Thiểu tháp, đây là thật sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục im lặng một lát, sau đó một giọng nói vang lên, nhóc con, lúc tôi tìm được cậu cũng đã từng hoài nghi, cậu chính là chủ nhân nhất đời thứ nhất tạo ra tôi. Sau này tôi mới phát hiện, cậu thật sự không phải. Bổn tháp thừa nhận, thiên phú của cậu quả thật ra mạnh, nhưng so với chủ nhân, thì không bằng một phần vạn. Nói trắng ra, nếu cậu thật sự là chủ nhân tạo ra tôi, sau khi luân hồi lại là thân thể có thiên phú rác rưởi như vậy. Ngài ấy nhất định sẽ cảm thấy, thà chết còn hơn. Mẹ kiếp, khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, ông không cần phải sỉ nhục người khác như thế chứ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mỉm cười, cho nên, Thiên Yêu Thủy Tổ này nhất định đã nhận nhầm người rồi. Không thể không nói, khí tức của cậu rất giống với chủ nhân đời đầu của tôi. Tôi đoán, linh hồn của cậu có thể đã bị nhiễm phải khí tức của chủ nhân tôi, nhưng tôi tuyệt đối không nhận nhầm. Được rồi, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói ra lời này, Diệp Bắc Minh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Có chút thất vọng, cũng có phần vui mừng. Diệp Bắc Minh lại nhìn về phía lão giả, ông nói người kia là ai cơ? Tổ tiên của võ đạo. Còn gọi là vạn đạo chi tổ, La Thiên trả lời. Võ đạo chi tổ, vạn đạo chi tổ, khẩu khí khá lớn đấy. Dám dùng cái tên này, chẳng phải nói ông ta là chủ nhân tạo ra võ đạo, thậm chí là vạn đạo sao? Cái này có khác gì với thần sáng tạo đâu? Diệp Bắc Minh lắc đầu, La Thiên, ông nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là người mà ông nói. La Thiên cau mày, lo lắng nói, đại nhân, có phải tôi đã nói sai gì không? Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu. Ông không nói gì sai cả, nhưng tôi có thể nói rõ cho ông biết. Tôi thật sự không phải là người mà ông đợi. Ánh mắt La Thiên lóe lên, lộ ra nụ cười, tôi hiểu rồi, chắc chắn là cậu vẫn chưa hồi phục trí nhớ không sao, La Thiên có thể ở bên cạnh bảo vệ đại nhân, cho đến khi cậu hồi phục trí nhớ mới thôi. Xin đại nhân thu nạp La Thiên. Diệp Bắc Minh đột nhiên cảm thấy hứng thú, tại sao ông nhất định phải đợi tôi? Còn muốn đi theo tôi nữa? Từ khí tức trên người ông có thể thấy, ông đang bị thương. Nhưng nếu ông hồi phục rồi thì toàn bộ thế giới bản nguyên sẽ không có ai là đối thủ của ông nhỉ. La Thiên cười khổ, đại nhân, sau khi thiên địa gặp nạp, Hắc Thủy tộc đã trở lại. Nếu không đi theo cậu, tôi sợ rằng tộc Thiên Yêu sau này sẽ không còn chỗ đứng nữa. Nói cách khác, tôi muốn nhân lúc cậu chưa thức tỉnh, ôm đùi cậu. Diệp Bắc Minh sửng sốt, khóe miệng khế giật, ông cũng thẳng thắn quá đấy. Ha ha, La Thiên cười ha ha, đại nhân, xin thu nạp tôi đi. Cậu bắt tôi làm gì cũng được, công việc khổ cực gì tôi cũng làm. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, anh đánh giá một chút tình hình dị hỏa tông, sức mạnh của La Thiên quả thực có thể tỏa chấn dị hỏa tông. Tiểu tháp, người này có nguy hiểm không? Lập tức truyền âm, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, ông ta nhận nhầm cậu thành chủ nhân đời đầu tiên của tôi, chỉ cần cậu không bị lộ tẩy,
Cậu cho ông ta cả vạn lá gan, ông ta cũng không dám phản bội cậu. Diệp Bắc Minh sờ sờ cằm, lập tức gật đầu. Ánh mắt anh rơi trên người La Thiên, được. Nếu đã như vậy, ông có thể tạm thời ở bên cạnh tôi. Nhưng ông cứ ngồi ở đó làm gì thế? Khụ khụ, La Thiên có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng nói, ừm. Đại nhân, sau khi thuộc hạ bị thương, đã ngồi đây cả tỷ năm rồi. Hiện tại, thân thể của tôi đã hoàn toàn dung nhập với mặt đất, và lại tôi cũng cần năng lượng địa hỏa của nơi này để dưỡng thương, e rằng không thể đứng dậy. Đại nhân, cậu nhìn xem. Nói xong, ông ta lật quần áo của mình lên. Diệp Bắc Minh nhìn kỹ, lập tức sững sờ. Thân dưới của La Thiên đã hoàn toàn biến thành đá, thật sự dung nhập với mặt đất. Diệp Bắc Minh có chút bất lực, vậy ông đi theo tôi kiểu gì? Đại nhân, cậu không cần lo, tôi có thể để một tia linh hồn đi theo cậu. Vừa nói xong, một tia máu từ trong người La Thiên xông ra. Giống hệt như với lão giả đang ngồi, quỳ một gối trước mặt Diệp Bắc Minh, thuộc hạ La Thiên, tham kiến chủ nhân. Diệp Bắc Minh cảm giác được khí tức đáng sợ trên người La Thiên, ông đang ở cảnh giới nào? Nhìn kỹ một lần nữa, Diệp Bắc Minh vậy mà cảm thấy, nó còn đáng sợ gấp nhiều lần so với bất kỳ người nào đến từ thế giới bản nguyên bẩm chủ nhân, cảnh giới đạo tổ đỉnh phong. Một tia linh hồn thôi đã là cảnh giới đạo tổ đỉnh phong rồi. Con mẹ nó, bên ngoài hố thiên hỏa, Nha Nha và Đường Lạc Âm lo lắng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, hai bóng người cũng xuất hiện từ nơi sâu nhất của hố thiên hỏa. Ủa, người phía sau anh Diệp là ai? Không phải anh ấy vào hố thiên hỏa một mình sao? Nha Nha dậm chân, hai, không quan tâm được nhiều vậy nữa. Anh Diệp, xảy ra chuyện rồi. Nghe thấy giọng nói của Nha Nha, Diệp Bắc Minh bước nhanh về phía trước. Nha Nha, sao vậy? Khoảng một giờ trước, đại trưởng lão đột nhiên nhận được tin từ Thành Thiên Giai, hình như gặp phải rắc rối gì đó. Đại trưởng lão chỉ dặn dò hai ba câu liền một mình vội vàng đi tới Thành Thiên Giai, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Nha Nha giải thích trong một hơi thở. Diệp Bắc Minh cau mày, đại trưởng lão đi Thành Thiên Giai làm gì? Nha Nha vội vàng nói, Thành Thiên Giai là trung tâm giao dịch của 72 đảo Thiên Giai, tất cả sản nghiệp của các thế lực lớn đều tập trung tại đây. Thời điểm Dị Hỏa Tông còn hưng thịnh, có hàng vạn cửa hàng ở Thành Thiên Giai, những năm gần đây, tông môn ngày càng suy tàn. Chỉ còn lại một nửa số cửa hàng, một vài đệ tử của tông môn ở đó làm ăn duy trì chi phí hàng ngày của Dị Hỏa Tông. Lần này có lẽ những cửa hàng kia xảy ra chuyện. Diệp Bắc Minh cảm giác có gì đó không đúng. Sớm không đến, muộn không đến. Tại sao cứ phải xảy ra chuyện vào lúc này chứ? La Thiên, chúng ta đi, đến Thành Thiên Rêu Thành Thiên Giai, tiệm đan dược của Dị Hỏa Tông. Nguy lão, ông không thể cho tôi thư thả vài ngày nữa sao? Tê Vạn Hạc khổ sở cầu xin, ngày trước đã nói rõ ràng rồi, tài nguyên mà Dị Hỏa Tông đã mượn sẽ trả hết trong vòng 1.000 năm. Hiện tại mới qua 300 năm, ông muốn tôi lấy ra 1 tỷ tinh thần thạch. Tôi thật sự không lấy ra được. Ngụy lão ngồi trên ghế, thong thả cầm lên một tách trà. Ông ta khế nhấp một ngụm rồi nói, ông không lấy ra được thì liên quan gì đến lão phu? Nếu ông thật sự không có, không phải vẫn còn cửa tiệm này sao? Chỉ cần ông giao ra cửa hàng này, 1 tỷ tỉnh thần thạch kia cũng không cần phải trả nữa. Tề Vạn Hạc trừng mắt, cái này, không thể được, đây là nguồn thu nhập cuối cùng của Dị Hỏa Tông, nếu mất đi cửa hàng này. Bịch, Ngụy lão đập bàn đứng dậy, trực tiếp ngắt lời Tê Vạn Hạc, ông tưởng tôi là người dễ dãi phải không? Lão phu có thể ngồi đây nghe ông lải nhải nửa ngày cũng đã là niệm tình năm xưa rồi. Ông cho rằng Thành Thiên Giai không có phép tắc sao? Nếu ông không biết điều, vậy chỉ dựa vào tờ giấy ghi nợ này, tôi có thể trực. Tiếp tìm hội trưởng lão phán quyết, cửa hàng này cuối cùng cũng sẽ thuộc về nhà họ Ngụy chúng tôi. Sắc mặt Tê Vạn Hạc tái nhợt. Hội trưởng lão được đồng sáng lập bởi 72 đảo trên Thiên Giai. Kiểm soát quyền thực thi pháp luật trên 72 đảo của Thiên Giai, ngay cả đạo tông e rằng cũng phải tuân theo quyết định của họ. Bất kể ai trái lệnh, chính là gây thù chuốc oán với 72 thế lực trên đảo Thiên Giai. Tề Vạn Hạc nhìn Ngụy lão với đôi mắt đỏ ngầu, ông ta khổ sở van xin, Ngụy. Lão, cầu xin ông, Dị Hỏa Tông xuất hiện một thiên tài, cậu ấy nhất định có thể đưa Dị Hỏa Tông chúng tôi trở lại thời kỳ đỉnh phong. Chỉ cần cho Dị Hỏa Tông chúng tôi chút thời gian, tôi đảm bảo sau khi vùng dậy, chúng tôi sẽ trả lại gấp đôi, thậm phí gấp 10 tinh thần thạch cho ông. Khóe miệng Ngụy lão nhếch lên, ông đang nói đến Diệp Bắc Minh à. Lão, phu sớm đã nghe nói. Nhưng mà, ông thật sự cho thằng nhóc này có thể đưa Dị Hỏa Tông vùng dậy sao? Nhất định có thể, Tê Vạn Hạc gật đầu, vẻ mặt Ngụy lão như đang cười trên nỗi đau của người khác,
đáng tiếc, lão phu không muốn đợi. Thôi vậy, tôi cũng không ép ông nữa, trực tiếp giao giấy ghi nợ cho hội trưởng lão, để bọn họ quyết định. Sau đó ông ta đứng dậy, đi về phía đại sảnh. Ngụy lão, tôi cầu xin ông. Phịch một tiếng, Ngụy lão kinh ngạc quay đầu lại. Tề Vạn Hạc toàn thân run rẩy, quỳ trên mặt đất với đôi mắt răng đầy tia máu. Tề Vạn Hạc, ông vậy mà lại quỳ xuống. Ngụy lão cũng ngạc nhiên, sắc mặt đỏ bừng, ha ha ha. Đường đường là đại trưởng lão của Dị Hỏa Tông, vậy mà lại quỳ trước mặt lão phu ư. Tới đây, nhanh mở cửa lớn ra cho lão phu. Ồ không, phá bỏ bức tường này đi. Lão phu muốn cho mọi người nhìn thấy, đại trưởng lão của Dị Hỏa Tông quỳ trước mặt Ngụy Nhân Tông ta như thế nào. Đúng vậy, vài đạo thân ảnh lập tức bước lên trước. Sau vài âm thanh khó chịu, cánh cửa đại sảnh nổ tung, ngay cả tường cũng bị dỡ tan hoang. Trên đường phố là dòng người tấp nập, tất cả đều ngạc nhiên nhao nhao. Nhìn qua, đây không phải là Tề Vạn Hạc của Dị Hỏa Tông sao? Tại sao ông ta lại quỳ trước mặt Ngụy Nhân Tông? Chuyện gì đây nhỉ? Đại trưởng lão của Dị Hỏa Tông quỳ trên đất. Đây chắc chắn là một tin tức lớn đấy. Dị Hỏa Tông, ha ha, sớm đã suy tàn rồi. Đại trưởng lại vậy mà quỳ trước mặt nhiều người như vậy, thật là không có cốt khí mài, trên đường vô số ánh mắt nhìn qua. Tiếng nghị luận như con dao, đâm sâu vào trái tim Tề Vạn Hạc. Thân thể ông ta run rẩy dữ dội. Đại trưởng lão, đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau lưng. Diệp Bắc Minh xông qua đám người, theo sau là La Thiên. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Tề Vạn Hạc cảm thấy vừa nhục nhã vừa xấu hổ. Ông ta không muốn Diệp Bắc Minh nhìn thấy tất cả những chuyện này, không nhịn được mà muốn đứng dậy. Không được động đậy, cũng đừng nghĩ đến chuyện đứng dậy. Ngụy Nhân Tông nở nụ cười đều nói, quỳ đủ một canh giờ, tôi sẽ cân nhắc thư thả cho ông thêm vài ngày. Nếu bây giờ ông đứng lên, tôi bảo đảm sẽ đi tìm hội trưởng lão ngay lập tức. Thân thể Tề Vạn Hạc run lên, nghiến răng nghiến lợi, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Đại trưởng lão, ông quỳ ở đó làm gì? Mau đứng lên, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng quét qua người Ngụy Nhân Tông, muốn đỡ Tề Vạn Hạc đứng dậy. Tề Vạn Hạc lại lắc đầu, nhóc Diệp, đừng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Ngụy Nhân Tông mỉm cười, lắc lắc tờ giấy ghi nợ trong tay, thằng nhóc này chính là Diệp Bắc Minh à. Cậu nhìn cho kỹ, đây là do Tề Vạn Hạc tự tay viết. Ông ta mượn của nhà họ Ngụy chúng ta 1 tỷ tinh thần thạch, đã trả được một ít, bây giờ cả vốn lẫn lãi vẫn còn nợ nhà họ Ngụy 1 tỷ 3 nghìn tinh thần thạch nữa. Ông ta quỳ ở đây là muốn cầu xin ta gia hạn cho vài ngày, đương nhiên, nếu cậu có thể lấy ra số tinh thần thạch này. Ngụy Nhân Tông ta sẽ rời đi ngay, nếu không có, vậy ông ta cứ quỳ ở đây để Tề Vạn Hạc cười khổ lắc đập chuyện này. Nhóc Diệp, cậu đi đi, đừng quan tâm đến Diệp Bắc Minh trầm giọng nói, cho tôi thời gian 3 ngày. Tôi trả ông 1 tỷ 5 nghìn tinh thần thạch. 3 ngày, ha ha, Ngụy Nhân Tông cười châm biếm, xin lỗi nhé, lão phu 1 ngày cũng không muốn cho cậu. Lão phu muốn đòi vào hôm nay, 1 tỷ 3 nghìn tinh thần thạch. Nếu không lấy ra được, thì đứng sang một bên mà chơi. Ông, Diệp Bắc Minh tức giận, đang định ra tay. Nhóc Diệp, Tề Vạn Hạc gầm lên, dừng tay lại cho tôi. Đại trưởng lão, Diệp Bắc Minh tức giận ngất trời, nhưng Tề Vạn Hạc vẫn lắc đầu. Việc này là do Dị Hỏa Tông đối lý, ông ta đang cố ý kích động để cậu ra tay. Nơi này là thành thiên giai, hội trưởng lão luôn có người theo dõi, một khi cậu ra tay, vậy nhất định chỉ có một con đường chết. Cho nên, đừng để mắc câu. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh bất lực, đại trưởng lão, lẽ nào cứ để ông quỳ trước mặt nhiều người như vậy sao? Hốc mắt Tề Vạn Hạc ươn ướt, cười tự giễu, ta không có khả năng, không thể đưa Dị Hỏa Tông trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây. Đây là việc cuối cùng mà ta có thể làm cho Dị Hỏa Tông. Đại trưởng lão, Diệp Bắc Minh lộ vẻ xúc động, Tề Vạn Hạc lại lắc đầu, không nói nữa. Ngụy Nhân Tông cười lạnh nói, Diệp Bắc Minh, không lấy ra được 1 tỷ 3 nghìn tinh thần thạch, vậy thì đứng ở một bên mà nhìn đi. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, 1 tỷ 3 nghìn tinh thần thạch, tôi trả giúp Dị Hỏa Tông. Soạt, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường quay đầu lại, nhìn về sau đám đông. Có người chủ động nhường đường. Kinh ngạc nhìn về Vương Quỳnh đang chậm rãi đi tới. Vương Quỳnh bước vào đại sảnh, tùy ý ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, Ngụy Nhân Tông, trong này có 1 tỷ 3 nghìn viên tinh thần thạch, ông đếm đi. Côi Ngụy Nhân Tông nhìn chằm chằm vào Vương Quỳnh, không thèm để ý đến chiếc nhẫn chữ vật kia. Với tài lực của nhà họ Vương, chắc chắn sẽ không thiếu một viên tinh thần thạch nào. Nhưng mà, ông ta không ngờ tới, Vương Quỳnh lại giúp cho Dị Hỏa Tông và Diệp Bắc Minh. Vương đại tiểu thư, cô có chắc chắn muốn giúp Dị Hỏa Tông, giúp thằng nhóc này không? Sắc mặt Ngụy Nhân Tông nghiêm nghị,
tôi nhắc nhở một câu, đây không phải do nhà họ Nguy tôi nhằm vào Dị Hỏa Tông. Người đứng sau chuyện này, e rằng nhà họ Vương cũng không đắc tội nổi. Trong lòng Vương Quỳnh Khế run lên, cô ta đương nhiên biết bàn cờ đằng sau Dị Hỏa Tông chứ. Hít một hơi thật sâu, đúng, nhà họ Vương chúng tôi, đứng về phía Dị Hỏa Tông. Được, Ngụy Nhân Tông cười giữ dẫn một tiếng, lấy nhẫn chữ vật lên, đi về phía đại sảnh định rời đi. Diệp Bắc Minh vội vã đỡ Tề Vạn Hạc đứng dậy, cảm ơn cô Vương, ân tình này Diệp Bắc Minh tôi sẽ khắc ghi. Anh Diệp, tiện tay mà thôi, Vương Quỳnh cười nhạt nói. Diệp Bắc Minh gật đầu về phía cô ta, sau khi chuyện này kết thúc chúng ta lại nói tiếp, tôi giải quyết chuyện trước mắt đã. Ngụy Nhân Tông, ông muốn cứ như thế mà rời đi sao? Ngụy Nhân Tông vừa bước ra ngoài đường phố, nghe thấy vậy chợt quay đầu dừng lại, cười như không cười nhìn Diệp Bắc Minh, thằng nhóc, cậu còn muốn thế nào? Diệp Bắc Minh nói, tinh thần thạch cũng trả rồi, chuyện đại trưởng lão quỳ xuống ông tính sao? Ngụy Nhân Tông cười đều nói, ta cũng không bắt ông tay quỳ, là ông ta hèn hạ, chủ động quỳ đấy chứ quỳ xuống, xin lỗi đại trưởng lão. Diệp Bắc Minh ra lệnh, Ngụy Nhân Tông sửng sốt, sắc mặt tối sầm. Tiểu xúc sinh vậy mà dám dùng giọng ra lệnh bắt ông ta quỳ xuống. Thằng nhóc, nếu ta không quỳ thì sao? Đôi mắt Ngụy Nhân Tông nheo lại, đại nhân bảo ngươi quỳ, còn làm nhảm cái gì? Quỳ xuống, Diệp Bắc Minh còn chưa kịp nói gì, La Thiên đứng bên cạnh đã không nhịn được nữa. Ông ta khế giơ tay lên, rầm, một âm thanh lớn vang lên, Ngụy Nhân Tông nháy mắt bị ép cho quỳ xuống, đầu gối nổ tung, máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra. Ông ta kinh hãi nhìn La Thiên ở bên cạnh Diệp Bắc Minh, ngươi ngươi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người kinh hãi nhìn La Thiên có chút nghi hoặc, ông cái gì mà ông? La Thiên không để ý tới ánh mắt của mọi người, ngoan ngoãn quỳ xuống chờ chỉ thị tiếp theo của đại nhân đi. Cậu Diệp à, vị tiền bối này là... Vương Quỳnh ngẩn người tại chỗ, cô ta cũng không ngờ La Thiên sẽ trực tiếp ra tay như vậy. Diệp Bắc Minh cũng giật mình, anh không kêu La Thiên hành động mà. Ngụy Nhân Tông vừa xấu hổ vừa phẫn nộ muốn chết, tôi là người họ Ngụy Đảo Thiên Khôi, sao ông dám sỉ nhục tôi như vậy? Bốp, một tiếng vang giòn giã, La Thiên quăng thêm một bạt tai tới, để lại dấu năm ngón tay đỏ rực trên má Ngụy Nhân Tông, như thế này có phải dễ chịu hơn một chút không? Tỉnh táo lại chưa, trời ạ, những người tu võ đứng xem xung quanh nghe vậy đều ngơ ngác. Ông, Ngụy Nhân Tông tức giận đến suýt hộc máu, có thể chết nhưng không thể chịu nhục. La Thiên đột nhiên bùng phát sát ý, ông muốn chết. Tôi chưa từng thấy loại yêu cầu nào như vậy, nếu đã muốn vậy tôi giúp ông toại nguyện. Nói đoạn một bàn tay đã rơi xuống đầu Ngụy Nhân Tông. Mặt đất xung quanh nứt lìa, hơi thở tử vong cũng theo đó ập xuống. Ngụy Nhân Tông run rẩy, gương mặt già nua thoát cái tái xám đi vì sợ hãi. Tiền bối, xin đừng, tôi không muốn chết nữa. Ông ta vội vã quay đầu nhìn hướng Tề Vạn Hạc điên cuồng dập đầu, Tề trưởng lão tôi sai rồi, tôi quỳ lạy xin lỗi ông. Cái này, Tề Vạn Hạc chơi như phỗng. La Thiên vẻ mặt hài lòng, đại nhân, tôi đã nói rồi tên nhóc này chắc chắn là sợ chết. Ngụy Nhân Tông căng thẳng nhìn La Thiên, ngập ngừng dò hỏi một câu, tiền bối, giờ tôi có thể đi được rồi chứ? La Thiên cười lạnh lắc đầu, cứ như vậy liền đi. Cửa lớn của cửa tiệm này là do người của ông phá hoại phải không? Tường cũng là do người của ông dỡ, không lẽ cứ bỏ qua như vậy? Tôi sẽ bồi thường, tôi sẽ bồi thường. Ngụy Nhân Tông nuốt khan. La Thiên quét mắt nhìn đống bừa bộn dưới đất, cánh cửa thì tính giá 5.000 vạn viên đá tinh thần, tường thì 1 tỷ đi. Cái gì? Ngụy Nhân Tông hoàn toàn chết lặng, trong lòng giấy lên ngọn lửa giận, cái này cùng cướp giữa ban ngày có gì khác biệt đâu. Đừng nói nhảm nữa, đây là giá vốn rồi. La Thiên híp mắt lại, sát ý lại tỏa ra. Ngụy Nhân Tông cắn răng nghiến lợi, ngậm bồ hòn làm ngọt, tôi đền là được. Nói xong ông ta lập tức lấy ra 3.000 vạn viên đá tinh thần để vào trong chiếc nhẫn chứa vật mà Vương Quỳnh đưa cho ông ta, rồi dâng lên cho La Thiên. Đại nhân, cầm lấy. La Thiên đi tên bên cạnh Diệp Bắc Minh, cung kính giao lại chiếc nhẫn cho anh. Tất cả mọi người có mặt đều Diệp Bắc Minh đầy tìm tòi, thực lực của ông lão này kinh người, ít nhất cũng phải là cảnh giới đạo tổ. Vậy mà gọi Diệp Bắc Minh là đại nhân, thằng nhóc này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Tiền bối, tôi có thể đi được chưa? Đừng vội, tiền bối còn có gì cần căn dặn sao? Ngụy Nhân Tông muốn khóc không ra nước mắt, ánh mắt La Thiên vừa chuyển liền dừng ở trên sàn gạch trong đại sảnh, viên gạch này có hơi nứt, là do ông giẫm hỏng phải không? Ngụy Nhân Tông ngơ người, hả? Nhưng viên gạch này cũng có vết nứt nào đâu? La Thiên chỉ tay tới, viên gạch liền nổ tung, bây giờ thì có rồi đó. Viên gạch này chỉ giá 1 tỷ viên đá tinh thần, ông cũng bồi thường đi.
Ông, Ngụy Nhân Tông tức tới nổ đom đóm mắt, một viên gạch giá 1 tỷ viên đá tinh thần. Đây đúng là cướp giữa ban ngày mài. La Thiên thở dài một hơi, đại nhân à, tôi không giả vờ được nữa, thật mệt quá mài không sai, lão phu chính là đang cướp đoạt trắng trợn đó. Bây giờ nó không chỉ dừng ở 1 tỷ viên đá tinh thần nữa, mà là 10 tỷ. Cho ông 2 tiếng đồng hồ phải thu gom đủ, nếu không bổn hoàng sẽ tiêu diệt cả nhà họ Ngụy Đảo Thiên Khôi gì đó của ông. Lời này vừa vang, mọi ánh mắt lại dán chặt lên người La Thiên, nơi đây là thành thiên giai đó. Vậy mà còn có người dám nói chuyện như vậy, không sợ hiệp hội trưởng lão 72 đảo thiên giai sao? Ông, Ngụy Nhân Tông kinh ngạc đến phát run, ông ta có thể cảm giác được La Thiên không phải đang nói đùa. Giây tiếp theo, một giọng nói uy nghiêm già nua vang lên, người bạn này, chúng ta đều là cảnh giới đạo tổ, chỉ cần ông không làm gì quá đáng thì chúng ta vốn dĩ muốn nhắm mắt làm ngơi nhưng ông lại đi quá xa, một viên gạch lát sản có giá 1 tỷ tinh thần thạch. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sau này ai còn dám đến thành thiên giai buôn bán nữa? Nói xong, hư không dung chuyển, năm lão giả mặc áo choàng đen từ trên trời giáng xuống. Đám đông trên phố vội vã giải tán. Lúc này, năm người tựa hồ như nhân vật chính của đất trời vậy. Toàn bộ hiện trường là sự im lặng chết chóc. Các trưởng lão chấp pháp của thành thiên giai lại còn một lần xuất hiện 5 người, sắc mặt Vương Quỳnh tái nhợt. Ánh mắt Diệp Bắc Minh nghiêm túc, không nói gì. Ngụy Nhân Tông tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng vậy, đau buồn phân nộ gầm lên, các vị trưởng lão, Dị Hỏa Tông thật là ức hiếp người quá đáng. Hu hu hu, xin các vị trưởng lão hãy làm chủ cho nhà họ Ngụy. Ông ta quỳ xuống, dập mạnh đầu xuống đất, La Thiên cười cợt nhìn 5 người kia, chuyện này không liên quan gì đến các người, cút. Trời ơi, lão giả này là ai? Ông ta lại dám bảo các trưởng lão chấp pháp cút, trời sắp sập rồi, những võ giả đứng gần đó run rẩy. Gần như bị dọa cho mất linh hồn, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía La Thiên. Năm lão giả mặc áo choàng đen cũng ngỡ ngàng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng, tưởng rằng đạo tổ là vô địch rồi sao? Ngươi từ đâu chui ra vậy? Nơi này là thành thiên giai, cảnh giới đạo tổ cũng không đủ dùng đâu. Bắt người này lại, quy tắc của thành thiên giai không thể xâm phạm. Năm luồng khí tức áp đảo đè xuống, La Thiên một tay đặt sau lưng, tay còn lại đấm ra. Dầm, 5 vị trưởng lão chấp pháp giống như bị sét đánh, bay về sau như chó chết, mọi đòn tấn công sụp đổ trong nháy mắt. Đập mạnh xuống nền đất, ngực cũng nổ tung. Phụt, tất cả đều nôn ra máu tươi. Những võ giả có mặt đều choáng váng trước cảnh tượng này. Vương Quỳnh cũng hít một hơi khí lạnh. Các trưởng lão chấp pháp của thành thiên gia ít nhất đều ở cảnh giới đạo tổ cơ kỳ, đây là 5 đạo tổ sơ kỳ đấy. Vậy mà lại bị một quyền của La Thiên làm bị thương nặng. Ngươi, cảnh giới đạo tổ đỉnh phong. Làm sao có thể chứ, 5 vị trưởng lão chấp pháp 2 mắt điên cồng co rút, sợ hãi nhìn La Thiên, dọa đến mức tim muốn nổ tung. Một quyền vừa rồi, họ căn bản không thể nào đỡ được. Loại uy lực đó, chắc chắn là đạo tổ đỉnh phong. Cái gì, cảnh giới đạo tổ đỉnh phong? Sao a? Vương Quỳnh kinh hãi kêu lên, 2 chân gần như nhũn ra vì sợ hãi. Suýt chút nữa đã ngã khụy, nếu như không phải Diệp Bắc Minh ở bên cạnh đỡ lấy, e rằng cô ta sẽ biến thành trò cười rồi. Làm sao có thể chứ? Trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường rơi vào im lặng, mọi người há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào La Thiên. Đạo tổ hậu kỳ, cả thế giới bản nguyên này mới có khoảng 100 người. Đạo tổ đỉnh phong, không quá 5 người, quy củ của thành thiên giai, tất cả mọi người đều phải tuân theo. Chỉ duy nhất không bao gồm cảnh giới đạo tổ đỉnh phong. La Thiên nhìn 5 vị trưởng lão chấp pháp cười nhạt, không phải các người vừa muốn bắt ta sao? 5 vị trưởng lão mặt mày tái nhợt. Sợ hãi cúi đầu, tiền bối, không dám. Giọng nói đều đang run run, thực sự là không dám mà. Ngụy Nhân Tông vốn đã sợ hãi lại càng thêm run rẩy, lấy ra một miếng ngọc bội, điên cuồng gầm lên, mau, chuẩn bị 10 tỷ tinh thần thạch, lập tức cho người đưa đến thành thiên giai, nhanh, nhanh lên. Muộn một bước, cả nhà họ Ngụy sẽ thật sự diệt vong. Tiền bối, xin hỏi người là ai? 5 trưởng lão chấp pháp trở nên thận trọng, cùng với thái độ trước đó như 2 người khác nhau. Không ai chọc nổi cảnh giới đạo tổ đỉnh phong. La Thiên vừa định trả lời thì lập tức nhận được truyền âm từ Diệp Bắc Minh. Ông ta bình tĩnh đáp, lão phu là lão tổ của Dị Hỏa Tông, nhưng đã sống ẩn dật mấy năm rồi. Không ai ở thế giới bản nguyên này nhớ tới lão phu rồi sao? Cái gì, người là lão tổ của Dị Hỏa Tông? Tề Vạn Hạc kích động tới mức toàn thân run rẩy, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đệ tử Tề Vạn Hạc bất hiếu xin ra mắt lão tổ. Lão tổ, người vậy mà còn sống? Hu hu hu, ông trời đúng là không triệt đường sống của ai.
rốt cuộc thì ông trời vẫn chưa bỏ rơi dị hỏa tông ta mài. Tốt, tốt quá rồi, bùm, 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 dứt lời Tề Vạn Hạc liền điên cuồng dập đầu xuống đất, mặc cho máu chảy đầm đìa vẫn vui mừng như cũ. Đại trưởng lão, nhanh đứng dậy đi. Diệp Bắc Minh tiến lên định dìu ông ta dậy. Tề Vạn Hạc lắc đầu, cậu Diệp, lão tổ còn đang ở đây, cậu còn ngây người làm cái gì? Còn không mau quỳ xuống cúi lại đi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, La Thiên xém chút bị dọa cho nhảy dựng, để võ đạo tổ quỳ xuống lại mình. Ông muốn tôi chết mới vừa lòng sao? Không cần đâu, đều đứng dậy đi, lão phu không thích loại lễ nghi tầm thường này. Xin nghe theo mệnh lệnh của lão tổ. Tề Vạn Hạc vội vàng bò dậy, lau sạch vết máu trên mặt, gắt gao tóm chặt lấy cổ tay của Diệp Bắc Minh truy hỏi, nhóc Diệp, sao cậu lại phát hiện ra lão tổ vậy? Diệp Bắc Minh tùy tiện tìm một lý do, sau khi tiến vào hố thiên hỏa thì tôi vô tình phát hiện ra ông ấy. Sau khi hay tin dị hỏa tông đang đứng trên bờ vực diệt vong, lão tổ liền muốn xuất quan. Tốt, 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 Tề Vạn Hạc kích động gật đầu liên tục, chỉ cần lão tổ vẫn còn, dị hỏa tông muốn bước tới đỉnh huy hoàng đã là sự thực. Năm vị trưởng lão chấp pháp đều đầy mặt kinh ngạc, lão tổ của dị hỏa tông vậy mà còn sống, một khi chuyện này truyền ra ngoài e rằng dị hỏa tông sẽ lập tức lấy lại được vinh quang trước đây. Tin tức như mọc cánh bay khắp mọi ngóc ngách, dị hỏa tông vậy mà có một vị lão tổ cảnh giới đạo tổ đỉnh phong còn sống. Toàn bộ 27 đảo thiên giai đều rung chuyển. Đạo tông, trong tư gia của Kỳ Bách Nghiệp, một người đàn ông trung niên quỳ trên mặt đất, thành thực bẩm báo lại mọi chuyện vừa xảy ra ở thành thiên giai. Cái gì, dị hỏa tông còn có một vị lão tổ cảnh giới đạo tổ đỉnh phong còn sống? Kỳ Bách Nghiệp giật mình đứng phắt dậy. Làm sao có thể, nhớ tới tất cả những hành vi của mình tại dị hỏa tông. Nếu lúc đó ông ta chọc giận vị lão tổ kia, thì bị một trưởng đập chết cũng có khả năng nữa. Nghĩ tới đây, cả tấm lưng thoáng chốc đã ướt lạnh mồ hôi. Kỳ lão, còn muốn đối phó với dị hỏa tông sao? Người đàn ông trung niên đang quỳ hỏi. Kỳ Bách Nghiệp suýt chút nữa hộc máu, còn đối phó cái rằm gì nữa? Nói với nhà họ Ngụy vĩnh viễn chôn chặt chuyện này xuống bụng đi. Nếu có người dám nói đây là mệnh lệnh của Kỳ Bách Nghiệp tôi, lão phu nhất định sẽ diệt sạch cả gia tộc hắn. Vâng. Người đàn ông trung niên vội vàng lui xuống. Một tiếng sau, tại gian hàng của dị hỏa tông tại thành thiên giai, ánh mắt Phương Quỳnh chớp động, mỉm cười duyên dáng, cậu Diệp, anh giấu giếm khiến tôi khổ quá mà. Nếu như tôi sớm biết được dị hỏa tông còn có một vị tiền bối cảnh giới đạo tổ đỉnh phong chấn giữ thì ai còn dám động tới họ cơ chứ? La Thiên ngồi ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, Tề Vạn Hạc thì cung kính đứng bên cạnh chờ hầu hạ. Diệp Bắc Minh ngược lại vẫn là vẻ bình tĩnh. Cảm ơn cô Vương đã giúp đỡ lúc khó khăn, dị hỏa tông sẽ ghi nhớ ân tình này. Không có gì, Vương Quỳnh ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ nhưng trong lòng sớm đã phấn khích không thôi, thứ tôi đợi chính là câu nói này của anh. Lúc này, Ngụy Nhân Tông như tên bắn vọt vào đại sảnh, liếc La Thiên đang nhắm mắt tập trung kia cũng không dám quấy rầy. Lập tức khuỵ gối quỳ xuống trước mặt Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, nhà họ Ngụy chúng tôi đã thu thập đủ 10 tỷ viên tinh thần thạch rồi. Xin cậu hãy nhận lấy. Vừa nói hai tay vừa dâng lên nhẫn chứa vật, Vương Quỳnh nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, sợ rằng 10 tỷ viên đá tinh thần đã đào rỗng cả nhà họ Ngụy rồi. Một lời nói của cảnh giới đạo tổ đỉnh phong có lẽ trực tiếp khiến nhà họ phá sản. Diệp Bắc Minh cầm lấy nhìn xem, 10 tỷ viên đá tinh thần không thiếu một viên, tôi vừa mới biết được vốn dĩ quan hệ giữa nhà họ Ngụy với dị hỏa tông cũng không tồi. Là điều gì khiến các ông đột nhiên thay đổi ý nghĩ vậy? Cái này... Ngụy Nhân Tông kinh hồn bạt vía, mồ hôi rơi như mưa. Quả nhiên là có vấn đề. Không nói, Diệp Bắc Minh nheo mắt, Ngụy Nhân cắn răng như đang đấu tranh, bọn họ đắc tội không nổi đạo. Tông, không lẽ bọn họ đắc tội nổi một vị đạo tổ đỉnh phong sao? Dù thế nào đi nữa cũng đều chết. Xin thưa cậu Diệp, là Kỳ lão Kỳ Bách Nghiệp của đạo tông gây áp lực cho nhà họ Ngụy chúng tôi làm như vậy. Diệp Bắc Minh không có bất kỳ phản ứng gì, mà tùy ý gật đầu, tôi biết rồi. Ông có thể đi cảm ơn cậu Diệp. Ngụy Nhân Tông cấp tốc đứng dậy, dưới chân như bôi dầu mà lao ra ngoài. Vương Quỳnh nhìn Diệp Bắc Minh, nhắc nhở một câu, cậu Diệp, đạo tông cũng có đạo tổ đỉnh phong. Diệp Bắc Minh khẽ cười, không sao, tôi chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy được. Đột nhiên, một người thanh niên bước vào, đảo mắt liền thấy Diệp Bắc Minh đang ngồi trên ghế, anh chính là cậu Diệp, Diệp Bắc Minh. Có chuyện gì sao? Diệp Bắc Minh quét mắt nhìn sang. Dáng vẻ bình thường, cảnh giới bản nguyên sơ kỳ. Chàng trai đưa tới một bức thư, có người cho tôi 100 viên đá tỉnh thần, kêu tôi giao bức thư này cho cậu Diệp. Ồ, ánh mắt Diệp Bắc Minh tối lại, Vương Quỳnh chủ động tránh né, quay đầu sang một bên.
Diệp Bắc Minh mở phong thư lướt nhanh một lượt, là chân dung của Lục sư tỷ và Thất sư tỷ. Phía dưới viết một dòng, Diệp Bắc Minh, hai người này đang ở trong tay tao, nếu không muốn bọn họ chết thì đến nơi này tìm tao. Nhớ kỹ, chỉ một mình mày được tới. Để vị lão tổ kia của Dị Hỏa Tông ở lại thành Thiên Diêu, tao sẽ cho người bí mật theo dõi mày. Một khi vị lão tổ kia rời khỏi thành Thiên Giai một bước, tao sẽ lập tức giết chết hai người phụ nữ này. Phần dưới cùng của bức tranh viết một địa chỉ. Khốn kỳ, đôi mắt Diệp Bắc Minh phiếm hồng, một luồng khí băng giá quét ra hất văng. Chàng trai trẻ đưa tin kia ra ngoài, một con huyết long bất chợt lao ra khỏi thân thể anh, chặt chế quấn chặt lấy anh vào giữa. Cậu Diệp, anh sao thế? Vương Quỳnh ngơ ngác không biết tại sao Diệp Bắc Minh lại điên cuồng phẫn nộ như vậy. Nhóc Diệp, xảy ra chuyện gì vậy? Tề Vạn Hạc cũng nhìn sang. Đại nhân, người sao thế? La Thiên có chút nghi hoặc. Diệp Bắc Minh không trả lời, mà nhìn chòng chọc vào người đưa thư, nói, là ai đã kêu anh đưa thư tới? Chàng trai sợ hãi đến tiểu ra quần, hoảng loạn cầu xin, cậu Diệp tha mạng. Tôi thực sự không biết là ai. Anh ta nói là bạn của anh, cho tôi 100 viên tinh thần để truyền tin liền biến mất. Lúc đó anh ta đeo mặt nạ, hơn nữa còn khoác áo choàng, tôi thực sự không nhìn thấy mặt anh ta mà. Chết tiệt, Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng, năm ngón tay siết chặt lại. Thi thể nam thanh niên đưa thư liền nổ tan tác. La Thiên, ông ở chỗ này đợi tôi, nhớ kỹ, một bước cũng không được rời đi. Diệp Bắc Minh nói xong liền lao thẳng ra ngoài cửa, biến mất không còn tăm hơi. Vương Quỳnh cả kinh, cô ta chưa từng thấy dáng vẻ tức giận đến điên cuồng như vậy của Diệp Bắc Minh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi rời khỏi thành Thiên Giai, Diệp Bắc Minh đi theo địa chỉ trong thư đến một tông môn bị bỏ hoang. Cổng vào đã bị tàn phá từ lâu, long mạch dưới lòng đất cũng khô cạn. Một đường đi tới hoang vắng không người, chỉ thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng tại quảng trường hoang phết. Tại khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, ánh mắt Diệp Bắc Minh âm trầm tới cực điểm. Là mày, ha ha ha, là tao đây. Hai mắt Tô Cuồng đỏ ngầu, có chút điên cuồng phá lên cười. Diệp Bắc Minh à, không ngờ mày lại tới thật, thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Mày xem ra hai người phụ nữ đó thực sự rất quan trọng với mày. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh tựa băng, giao sư tỷ của tao ra đây. Tô Cổng người tâu toét, thì ra bọn họ là sư tỷ của mày. Thật ngại quá, tao đã thưởng thức qua bọn chúng rồi. Sư tỷ của mày đúng là rất trơn bóng đó. Mày muốn chết, Diệp Bắc Minh gầm lên như thú hoang, trong mắt tràn ngập sát ý. Tô Cuồng cười đầy giễu cợt, ngón tay bấm niệm thần chú. Một giọt tinh huyết rơi xuống dưới chân hắn ta. Trong phút chốc, toàn bộ quảng trường hoang tàn liền rung chuyển dữ dội, vô số phù văn sáng rực trên nền đất. Chỉ trong thời gian một nhịp thở, một trận pháp khổng lồ đã dế đất mọc lên. Bao phủ lên toàn bộ quảng trường đổ nát. Diệp Bắc Minh, mày hủy hoại cuộc đời của tao. Cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về tao. Bây giờ mày cũng nên nếm thử cảm giác mất đi những thứ quan trọng đi. Tao biết mày là luyện thể giả, võ giả cảnh giới đạo tổ, cận chiến với mày chưa chắc đã có thể đánh gục mày. Nhưng dưới sát trận được tao tỉ mỉ thiết kế, luyện thể giả như vậy cũng vô dụng, chịu chết hóa thành mạch màu hòa vào trận pháp đi. Tô Cuồng hưng phấn vô cùng, tơ máu trong mắt nổ tung. Hôm nay Diệp Bắc Minh chắc chắn phải chôn thây tại đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 113.